Ở chung hả chị? Không, hai chị là đang chưa có ở chung, nhưng mà trong trái tim thì hai chị có nhau. Thì ở chung trái tim với nhau được không hả em? Mũi chị đẹp quá trời, cảm ơn em. Mũi Dương cũng đẹp nè, mũi Dương đẹp lắm mọi người ơi, Sắc cuối cùng rồi mũi luôn. mũi của Dương như là mũi thiệt luôn vậy đó. Hello, lai muộn về chị yêu ơi, tại vì không có, tại vì đang rảnh, mới vừa là xong việc, mới vừa đi về luôn. À vậy đó, mấy bạn đặt mấy câu hỏi đây nè, Đúng mỗi rồi, khi cãi nhau thì ai làm hòa ta? chí Hả? cái nhau Ừ. Dương. Không, mỗi khi cãi nhau là Dương sẽ người làm hòa trước, tại Dương là người có lỗi, chị đâu có lỗi đâu mà chị làm hòa mọi người. Hãy sáng suốt lên, chúng ta phải sáng suốt lên, hiểu chưa? Thì chị có bao giờ nói lời chia tay chưa? Chị chưa. Nếu mà nói lời chia tay là chưa, nhưng mà chị có nói với Dương là nếu như mà mình tiếp tục không thể giải quyết mâu thuẫn với nhau thì rất là khó để đi với nhau lâu dài. Tại vì với chị thì lời chia tay nó giống như là một cái từ gì đó nó rất là tiêu cực. Mình còn cố gắng thì mình còn yêu nhau thì mình sẽ còn cố gắng, và mình sẽ chỉ sử dụng cái lời chia tay đến khi nào mà mình đã bất lực quá rồi, mình cảm thấy không thể giải quyết được cái mâu thuẫn nữa rồi. Còn trước đó thì chị sẽ không nói, chị rất là hạn chế nói từ chia tay nha, rất là hạn chế luôn, không nên nói lắm. Không có, cảm ơn Rambo, cảm ơn Rambo tặng hoa chị nha. Bất đồng quan điểm thì nhiều, tại vì dù sao cũng cách nhau 9 tuổi chứ, nó cái độ tuổi đó nó không có phải là nó qua nó ngắn nha mọi người, cái độ tuổi nó là dài, nó dài lắm, mà chị cũng không nghĩ là sẽ quen ai mà nhỏ tuổi hơn mình như vậy. Nên là mâu thuẫn khác biệt là có, khác biệt nhiều lắm, hiểu không? Chứ ví dụ như là bây giờ nè, giờ Dương thì Dương trước Dương làm model tự do, còn chị làm kinh doanh, nó cũng đã khác biệt rồi, khác biệt nhiều thứ lắm luôn á. Ví dụ như Dương là con trai thì chị là con gái cũng đã khác biệt rồi. Ví dụ như trước chị là mẹ của Lucky, còn Dương thì lại độc thân. Đấy. Chị với anh Dương yêu nhau xưng hô như nào ạ? À? Thì Dương và Lucy thôi. Hồi lúc mới quen nhau á, 3-4 tháng đầu á, là vẫn kêu là chị em luôn á, mọi người hiểu không? Vẫn kêu chị em á, kêu tên là vẫn cảm thấy ngượng á. Nhưng mà bây giờ đã bắt đầu là kêu Dương với Lucy là cảm thấy rất là thoải mái, rất là bình thường rồi. Vẫn tập trung làm việc. Nhưng mà chị thấy bây giờ khi mà ở bên cạnh Dương á, là Dương khác trước rất là nhiều. Ví dụ như trước Dương rất là chú ý tóc tai khi xuất hiện, nhưng mà bây giờ thì ví dụ bây giờ chị like, ngồi like chị quay cho cảnh Dương rất là xấu như vậy, kiểu nhìn nó kiểu bần bần hèn như vậy, nhưng mà Dương cảm thấy rất là bình thường, tại vì Dương không quan tâm đến chuyện đó. Cái việc Dương chỉ quan tâm tới bây giờ là có làm tốt được công việc hay không, kiếm được tiền hay không thôi. Còn đẹp thì chỉ cần, em biết không, như là Dương chỉ cần vuốt tóc lên là má tự nhiên thấy một con người khác hẳn luôn. Cảm ơn Tâm Vũ nha, dễ thương quá, trái tim. Đúng không mọi người? Đúng là mọi người có cảm thấy là Dương chỉ cần vuốt tóc lên một cái là trở thành một cái con người khác hoàn toàn không? Đó, và chị thấy đây mới đúng là Dương mà hả? Chứ là nói thật, cái anh chị em mới hỏi Dương là khi mà Dương quen với Lucy thì Dương có cảm thấy bị tự ti không? Và Dương có bao giờ nghĩ về cái sự tự ti đó mà Dương muốn rút lui hay không? Đó, mọi người hiểu không? Một câu hỏi hóc búa chưa? Mặt ngu gì vậy chứ? Anh Dương nghiêm túc làm việc đẹp trai ghê, trời ơi, cái dù gì mà cũng đẹp trai. Thích cưng quá là thôi, khen gì mà khen mù quáng thế. Rồi kể tiếp thì Dương mới trả lời cái câu hỏi đó như thế nào mọi người biết không? Dương mới nói là thì cũng đôi khi cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng mất tự tin, bởi vì có những cái khoảng cách rất là xa. Nhưng mà Dương nói là, nhưng mà bây giờ đây là cái người mà mình đã yêu rồi, thì bây giờ cô ấy đã đứng ở đây, mình đứng ở đây thì mình phải cố gắng đi tới chứ, người ta cũng không thể thụt lùi lại với mình được, mà con người thì mình phải đi lên phía trước đó. Và dù thế nào thì Dương cũng sẽ rất là cố gắng để đi lại gần cái khoảng cách, bước tới, nỗ lực hết sức, nên mới ngồi làm việc gọi là sống chết ở đây nè mọi người đó. Chứ chưa có cái suy nghĩ là sẽ muốn dừng lại.
thì những cái câu trả lời như thế thì mình sẽ cảm thấy rất là cảm động, nhưng có thể chỉ là do Dương đang say thôi. Chỉ là có thể là Dương đang say thôi mọi người, không biết nữa. Đó, thì mình chỉ cần nghe như vậy thôi là mình đã biết rồi. Cái quan trọng nhất là người ta có cái sự cố gắng vì mình, có sự cố gắng vì mình.